Hello, xin chào. The first thing you need to do, that's go to the ocean, swim over there. The beaches has more local people than tourists. And it's around 4 a.m. and more 4 p.m. in the afternoon. It's quiet, not really turbulent, you know. All right, let's go. Đây là quả cầu đá, quả bóng đất hả? Dạ, đúng rồi. Thôi đừng quay mặt nữa. Ê, quay này thôi, chớ quay này thôi, chớ. Chơi đi, cho anh quay. Xem đứa nào là, chứ nào chơi. Ê, mình quay mặt, đi. Rồi. Chớ quay mặt kia. Quả này làm trong vòng bao nhiêu phút? Dạ, 5 phút à. 5 phút hả? Rồi, thường quả đứa nào là cứng nhất? Nhiều lắm. Rồi, chơi. Vô thử đi. Quả con này cứng nhất là vô. Quả con này là tao quay xong đó. Rồi, chơi đi. So they spend a few minutes to make it. And then they will kick to each other and see which one is the hardest. The hardest ball. You know? Right? Thằng nào? Cái thằng đó. Cái thằng kia này có cái làm rồi cứ quay thôi. Xa quá. Chơi xong đâu. Dữ hả? Cụ này ra. Quay YouTube xong vô. Cứng hả? Wow. Cái này tầm 1 kg ha. Quả này bán bao nhiêu tiền? Nào có bán. Đừng bán chứ. Bán anh mua. Quả này nhiêu? 10.000. This is he sell it for 10,000 Vietnam đồng for one of this one. This guy ripped me off. Cắt cả. Còn này em bán bao nhiêu? Nhà ông bán. This guy he know this is so he didn't sell it. So this guy is honest. He didn't want to sell. He's smart guy. Đâu quả của em đâu? Rồi anh mua 10.000 ha. Anh mua quả này 10.000 ha. Đâu rồi? Ai bán 10.000 đúng rồi? 10.000 ha, đưa em 10.000 ha. Dạ. Nhưng mà chị anh chơi này sao? Chị anh chơi này chơi sao? Chơi sao vậy? Chơi nào. Mày vào đây. Đây tao nè, tao ơi. Của tao này, của tao thắng nãy giờ này. Rồi. Đây star playing the game. Mày xài cục của tao được ơi. Quả ăn 10.000 ăn cược nha, ăn cược quả cứng nhất nha. Nếu mà ăn thua thì anh đưa 10.000 nha. Chưa. Đang lẽ không? 10.000 à con. Quả 10. Bây giờ quả. Quả của mày già quá. Đâu quả tao đây mà. Đây quả tao. Về đâu? Đây. Bây giờ cược nha, quả nào cứng nhất thì chọn nha, cược nha. Bây giờ em chọn này, quả nào cứng nhất? Quả này. Quả nào cứng nhất đúng không? Ăn quả nào cứng nhất anh? Ăn cược quả này cứng nhất nè. Nha. Nếu mà em thua thì không sao. Nếu anh thua anh đưa 10.000 cho. Rồi mấy đứa mình ok. Rồi. So I just guess which one is the hardest ball. If I lose, I give them 10,000 dong. But if they lose, it's okay. So it's like funny game. So I give them 10,000 dong if I lose, so they can have money to buy the candies. Okay? Okay, let's play. Rồi chơi. Vô, ăn cược quả này 10.000 đúng cứng nhất đúng không? Okay. Cho lại nhận trước mày tao. Giá sao lại? Vô nhìn đấy. Nè.
Có nhiều bean lắm. Bean. Cái này là gọi là quả cầu đất ha. Bean si đồ cũng có. Bean big man. Chó thì bean si đồ. Wow, look at this. Yeah. Yeah. Oh. Nhưng mà chơi, nhưng mà cái quả này đi, thử quả này. Nhưng mà quả này cứng thế này. Chơi, chơi, chơi. Phải cho anh xem hết chứ, phải cho anh xem hết. Cho anh xem hết cái quả kia. Rồi. Tú thua rồi. Yeah, I see. Tú mất rồi, vô đi. It's not important that the size bigger or smaller. You cannot see, you cannot tell which one is hardest. Even this is smaller one, but this might be stronger. Em còn quả kia, em. Ấy còn quả gì cho luôn. Đây là thánh dê, quả của thánh dê. Thánh dê nha. Wait. Wow, let's see. Đào nhà khi thắng. Đó. Okay, see, that's amazing, man. Bây giờ phải nói cho anh là bí quyết tại sao nó không phụ thuộc vào kích cỡ mà nó vẫn cứng hơn, đúng không? Quả này có là nhỏ nhưng mà nó vẫn khỏe hơn quả bự, đúng không? Nó khô lại. Đấy là lý do sao mà nó cứng hơn. Đấy là bí quyết gì? Thì cho nó nhỏ, nó cứng. Tại sao nhỏ? Càng nhỏ là càng thắng. Càng nhỏ là càng thắng à? Vậy sao em đắp bự làm gì? Dạ. Vậy sao em đắp bự làm gì? Đắp bự nó càng thắng. Vậy là khoai nhỏ là mạnh hơn khoai to. Đâu, bự nhỏ. Đúng không em? Ok, vậy là quả cứng nhất là được 10.000. Cười lên. Hello, xin chào. Nói đi. Xin chào. Trang gì? Đi mình cùng chuẩn bị quay video. Em muốn ăn. Lắng ngay. Nói đi hả? Ô, bé hả? Bé ơi, quả bé ơi. Mưa rồi hả? Đúng rồi, bơi hả? À, lặng dễ mà anh. Lặng thiệt. Xíu lên tắp lại lần hai à. Tắp sau đứng hơn chú chú hả? Được chú đi lên chú, cái đầu của bạn này bị gì chú? Vô đây ta được đứng gì chú? Được 10.000. Vòng tròn vô, vòng tròn vòng tròn muốn mua để sao chưa? Cái đó không sao. Em đứng xếp ở đây xíu. Ủa đánh banh được hả? Đúng. Chơi luôn. Chơi thế nào chơi sao? Chơi thế nào? Thì đánh banh rất nước lại bao thiêu. Tính quay GoPro đẹp hơn mọi người. Chết rồi. Thôi. Guys, so we just start a game. So this kid is very smart. And let's play like circle. So someone fell the ball on the water, so they will be loser. So let's I will like give them the $10,000 if the one who keep the ball in the end. Lùi ra đây xíu, Wow, the weather raining so good, man.
lùi ra đây xíu chơi không được, chơi phải lùi đây xíu. Lỡ anh cũng lỡ à, vô. Không sao, đứa là đứng chỗ kia không sao, chơi này bốn đứa này. Vô lên, đứa nào sẽ được. Ta đã, lại. Thua rồi. Đâu tay rồi. Đâu tay rồi, lại. Cái này cũng được, không sao, lại. Đâu tay rồi. Đâu kêu lại cho tôi bắt lại ngay. Không được ném vậy, ném được. Cái gì à? Anh đi. Em ra đây. Bây giờ nha, em đứng làm mất đi cho nó ok. Nó phải ném qua cái đầu không được nhá. Nâng cao lên. Đúng rồi. Tao điện đi thôi. Cố lên, xin lỗi nào. Final winner. Cố lên. Fighting. Try your best, fighting. Bỏ tay luôn mà. Trời ơi, thua rồi. Ôi chốt. Đưa lên. Cho tiền. Chốt, hãy giải thích chốt. Đúng. Hãy giải thích chốt. Mày chỉ chốt. Đây nè. Thôi, winner. Cho tiền. Ông đồ hết chứ. Chốt là nó đầu nó bị chỉ chốt. Đầu đồ gì? Đầu đó. Cái gì vậy? 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 Cái gì